Sear của dòng Victor kết hợp với hãng âm thanh Mỹ là Sear, làm con lọc rất mới luôn. Đó là Sear 30, giá 3,5 triệu anh em nhé. Bề ngang là 42, anh em đặt vào những con âm ly mặt trắng phay nhôm, bề ngang tầm 42, 43 hoặc 44 đều đẹp các bác nhá. Đây là sơ đồ hàng mạng, hàng đấu giá, hàng bao di test đẹp đẹp luôn. Hai đường vào tín hiệu, một đường ra. Lọc nhà của Victor thì nó thuộc dạng đầu bảng, cần gạt bi cực kỳ đã tay.